chào các bạn. Chú Hề ST đã quay trở lại như lời hứa và hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một quả bóng bằng bong bóng của banh. Miền Nam gọi là quả banh các bạn nhá. Rồi để tạo hình được một quả bóng chúng ta cần có 3 quả bóng màu trắng rất ít bóng và một quả bóng tròn màu đen. Ok các bạn nhé, chúng ta bắt đầu. Để tạo được quả bóng này rất là dễ bị nhầm lẫn. Đơn giản 3 quả bóng thôi nhưng mà rất là dễ bị nhầm lẫn. Nên các bạn chú ý từng chi tiết nhỏ của trong clip này các bạn nha. Cố gắng tập trung, chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ thổi bao bóng này lên, bao bóng màu trắng lên. Ở đây chúng ta thổi gần nửa quả bóng thôi các bạn nhé. Chúng ta chỉ thổi tầng này thôi. Các bạn lưu ý nha. Ba quả giống nhau. Rồi chúng ta bắt đầu theo dõi nha. Ồ, quả bóng thứ nhất chúng ta bóp mềm cái đầu này và chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Vì sao ta bóp mềm để chụp xíu làm xong ta sẽ bấm thêm một đoạn này nữa nên ta phải bóp mềm các bạn nhé. Dùng ngón tay út và áp út kẹp lại cho nó chặt. Tiếp theo quả thứ hai tương tự bóp mềm và khoảng 3 ngón tay ta kẹp tiếp. Ở quả bóng thứ nhất ta tạo một cái quả nho khoảng tầm 2 ngón tay và quả thứ hai ta sẽ vặn qua này. Tiếp tục quả thứ hai này ta cũng tạo một quả nho 2 ngón tay này. Quả này bóp mềm tạo một quả 3 ngón tay và ta cũng cột cho này. Đến đây ta cũng tạo một quả nho 2 ngón tay. Ta cột vào cái đoạn này của bóng quả thứ nhất. Và đây bước đầu tiên chúng ta sẽ được như thế này. Ok. Bước tiếp theo ta lật ngược lên. Ở đây ta vặn một quả nho. Đây ta bật quả này ta bật 4 quả nho bằng nhau các bạn nhé. 2 3 4 4 quả nho bằng nhau. Quả kế bên ta cũng tạo một quả nho và ta cũng có nặng. Quả thứ hai ta tạo 3 quả nho. 1 2 3. Và cái này chúng ta cũng tạo 1 quả nho. Quả cuối cùng ta cũng tạo
ba quả nhỏ. 1 2 3 và ta luồn luồn vô cái khe này các bạn nhá. Đây. Giờ chúng ta sẽ luồn này. Xong bước thứ hai chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Đây là một lưu ý nhỏ để chúng ta dễ nhớ. Chúng ta tạo làm sao, khi tạo xong chúng ta sẽ đếm nè. Ở vòng này sẽ có 6 quả nho. 6 quả nho các bạn nha. 1 2 3 4 5 và 6. Bên này tương tự vậy. 1 2 3 4 5 6. Bên này cũng vậy. 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo chúng ta cũng tạo các khóa vòng qua đây sao cho được 6 quả nhỏ. À. 1 đây mình tạo thành 4 quả. 2 3 4. Đây, 4 quả. Và 5 6 4 cộng 1 cộng 1 là 6. Chúng ta sẽ luồn vô đây. Luồn vô. Đến đây chúng ta tạo một quả nho nữa. Bên này chúng ta cũng tạo thêm một quả. Hai cái này ta cùng xoắn lại với nhau. Các bạn nhớ cái quả bóng nào mình chưa tạo nhé. Dù dài mình sẽ tạo. Bên này chúng ta nhớ đã có 1 quả, 2 quả, 3 quả. Chút xíu về đây nữa. Vậy mình chỉ vặn thêm 3 quả nho nữa thôi. 1 2 3. Chúng ta cũng luồn vô đây. Tương tự như vậy ta tạo thêm 1 khóa. Ở đây. Đây cũng 1 khóa nữa. Hai cái xoắn lại với nhau. Cái này còn dư dài. Ta tiếp tục chạy qua đây. Ta tạo 3 khóa. 3 quả nho. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Ta sẽ bỏ đây. Ta cũng tạo một cái khóa, một quả nho nữa. Ta sẽ luồn vô đây. Rồi, sau khi tạo bước thứ ba chúng ta được thành quả như thế này. Các ô này cũng có 6 quả các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn lưu ý bước tiếp theo. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3. Kết đây. Và chúng ta tạo thêm 3 quả nữa. 3 quả nho nữa. 1, 2, 3. Hồi nãy mình làm từ trái qua phải, nhưng đến lúc này chúng ta sẽ làm ngược lại, từ bên phải qua bên trái các bạn nhé. Đây. Xong.
sẽ lột vô đây. Các bạn nhớ đổ chiều đoạn này các bạn nhé. Nhớ đổ chiều. Hồi nãy mình từ đây vặn qua đây, nhưng mà từ giờ từ đây mình vặn ngược lại bên này. Ở đây ta vặn một khóa nữa. Đây cũng một khóa nhau nữa. Hai cái xoắn lại với nhau. Nếu đến đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 và mình thiếu 2 quả rồi. 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây. Tương tự ta đây ta tạo một quả nho nữa, bên đây cũng một quả nữa. Ở đây ta nước ở đây 1 2 3 4 làm hai quả nho. 1 2 3 4 5 6 đây ta tạo một quả nho nữa, luồn vô đây, luồn vô đây các bạn nhé. Rồi tiếp theo ta đến đây ta lại vặn theo chiều xuôi như lúc ban đầu, từ trái sang phải. 1 2 2 quả nhau, 3 4 5 và đây là một quả là 6. Một hai ba bốn năm sáu hai quả nhau. Các bạn đến là 1 2 3 4 các bạn đến một quả nữa là 5 và bên này một quả nữa là 6. Ở đây ta vặn thêm một quả nữa thôi. Ta sẽ luồn vô một điểm này. Điểm cuối cùng. Đây là 1 2 3 4 5 6 tương tự bên dưới này. Các bạn thấy không? Tiếp theo ở đây chúng ta tạo một quả nho, hai quả nho. Phần này chúng ta ngắt nhé. Ngắt xì hơi để chúng ta cột lại đây. Chúng ta cột lại. Ở đây chúng ta cũng làm hai quả. Hai quả. Hôm nay ta ngắt xì hơi. Cột lại. Bên này cũng vậy. Bây giờ chúng ta vặn trở lại này, nó đã bung rồi, chúng ta vặn lại là chia đôi ra thành hai quả nhau như ban đầu. Đây chúng ta để con như đây. Nó lệch về bên phải. Đây đây. Con này tương tự. Thank you.
Ngược lại, cái này ta cũng làm như vậy. Chia đôi. Vô đây. Này, chia đôi. Và vô đây. Chia đôi. Đến đây, cái này chúng ta tiếp tục nối lên, điểm nối đây. Đây. Oh. Cái này cũng vậy. Đây đây. Đấy, cũng vậy. Rồi, bên này chúng ta cũng nối chung vào đây. Ta cột lại với nhau nhé. Điểm đầu, điểm cuối ta cột lại với nhau. Chút xíu ta nhét cho trong. Đây. Nối vô. Đây. Phần chính của quả bóng chúng ta đã làm xong. Chưa thấy tròn hả các bạn? Bóng này sao mà chơi được? Bởi vì vậy chúng ta phải cần quả bóng tròn màu đen hơn như hồi nãy giới thiệu nhé các bạn. Tròn màu đen. Ta bỏ vô 100. Chừa cái lỗ để chúng ta thổi cho tròn cho bóng lên nha. Thổi quả bóng đen lên. Tròn chúng ta cột lại. Và dấu quả này vô trong, dấu cái đầu dư vô trong. Dư này ta cũng dấu vô trong luôn. Chúng ta đã hoàn thành một quả bóng cơ bản, đã hoàn thành. Này là tròn rồi, chúng ta đã có thể chơi được rồi các bạn nhé. Nhưng để được quả bóng này sinh động hơn, chúng ta cần làm thêm một chút xíu nữa, dùng thêm một quả bóng đen, nhiều quả bóng đen nha. Chúng ta thổi lên 1/3 của quả bóng thôi các bạn nhé. Quả bóng chia làm 3 phần, ta thổi lên 1 phần. Rồi, ta tạo. Một. Quả nho khoảng 1 ngón rưỡi. 1 ngón rưỡi các bạn nhé. Kẹp lại cho đỡ tuột. Tiếp tục. Chúng ta làm 5 quả nho. 5 quả nha. 2 3 4 5 chúng ta cột lại. Mình đưa tăng nắp để ta làm quả tiếp theo. Vậy là một quả bóng đen chúng ta thổi được 5 quả, 3 quả như thế này. Nha. Ta gắn từng quả một vô các lỗ này. Tiếp tục.
hộp quả nho này sẽ nằm giữa cái khe này các bạn, nằm giữa cái góc này nhé. Đây, sau khi chúng ta gắn, chúng ta cần làm 10 vòng, mỗi vòng 5 quả nho như thế này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn nên mình làm tượng trưng khoảng 3 quả, khoảng 3 vòng. Và mình đã là mình đã nhét xong. Sau khi nhét, nếu các bạn nhét đầy đủ hết cái này thì có chuẩn hơn rất là đẹp. Các bạn nhé. Bung 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 bung. Vậy là video hướng dẫn làm quả bóng đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt nhấn đăng ký kênh, kèm thêm nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được bài đăng sớm nhất từ chú Hề ST các bạn nhé. Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công, cố gắng lên. Xin chào thân ái và tạm biệt. Thank you.